về Lạng Sơn nha anh em ơi. Bữa nay đi hai con nha, một con về Lạng Sơn với con kia về đi đâu cũng ngoài Bắc luôn á. Chuyến này thì anh trai gắn cái cặp xích mới luôn nha bà con. Bây giờ lên xe chiếc đầu tiên nè, đây đi hơi xa luôn rồi, Lạng Sơn nha. Bây giờ lên máy thôi. Đây. Một chiếc đầu tiên. Rồi. Rồi lắm vô thùng. Rồi, cảm ơn mấy anh em ở Lạng Sơn đóng hộ nha. Mà có gì mình còn xin liên hệ với anh em thì cảm ơn anh em nhiều.